Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tham gia các bạn tham gia chương trình testnet của dự án Corea X. Dự án này sẽ ở trên mạng C các bạn nhé. Chúng ta sẽ kiếm token CRX và khả năng sẽ có airdrop từ dự án này. C thì cũng có thông báo là sẽ không có airdrop cho tất cả mọi người. Thế nhưng mà những cái dự án ở trên mạng này thì cũng chưa nói trước được. Đây là cái dự án sàn mà các bạn nhé. Các bạn có thể swap, add liquidity, bridge, chuyển rồi các thứ đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ faucet cái C testnet cũng như là hoặc là chúng ta có thể chuyển cho nhau nhé. Đấy, trước đây thì mình đã hướng dẫn với các bạn khá là nhiều cái kiếm C testnet rồi. Đấy, và đây thì mọi người sẽ connect đến ví. Các bạn có thể chọn là ví này này hoặc là ví này, Compact hoặc là LEP hoặc là KELPRR hoặc là C Wallet. Thì mình đang có sẵn cái ví này thì mình sẽ connect đến ví này nhé. Không nhớ mật khẩu nữa. Đấy, chúng ta sẽ chọn CTNet nhé. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta thấy là cái C mình có 0.008 này thì chúng ta sẽ vào phần faucet này. Đấy, chúng ta faucet một ít cái này. Không biết có đủ để faucet không nữa. Oil free là khoảng 0.04 các bạn mọi người ạ. Ôi giời ơi, thế là chúng ta sẽ phải chuyển qua đây. Không biết là trước mình có faucet cái C này ở đâu nhỉ? Tại vì ở bên kia cái tài khoản bên kia C faucet. C testnet này. Đây vào đây để connect đến ví. Ví Abro. Các bạn vào trong ví nhé, copy lấy ví nhé. Mọi người tải cái ví KLP ấy. Clap ấy. Đấy, chúng ta tải clap về. Chúng ta ấn vào deposit nhé. Search C nhé, copy lại này. Vào đây thì chúng ta sẽ dán ví hoặc là chúng ta copy ở đây. Đấy, chúng ta ấn vào chữ faucet được đâu. Ơn à. Đây. Faucet. Vượt qua captcha. Con gì đây? Con gấu chó. Gấu chó. Cho tôi 100 con đê để chúng tôi. Ủa, ấn vào đấy là nó tự đi luôn ấy hay sao mọi người? Đấy, ấn đây là nó tự vào ấy luôn. À, xem nào, vào đây chúng ta phải xịt 29 minute là chúng ta mình sẽ để cái này ở bên dưới cho mọi người nhá. Để chúng ta phao xịt nhá, chúng ta được 100 C testnet để chúng ta làm nhiệm vụ nhá. Để xem bên này xem có gì không. Ok. Ngót lại này. Chúng ta phải có phí thì chúng ta mới claim được mấy cái này cơ. Đó, được 15 đồng. À, được 15 đồng thôi hả? Sao ít vậy? Sao nó bảo là cho mấy chục đồng mà 100 mà. Chắc là bây giờ nó cho có 15 nữa thôi. Kệ, ok, cũng được. Chúng ta được phí nhá. Vào đây thì chúng ta connect đến ví này. Thì mình sẽ để cái link faucet bên dưới cho mọi người nhá. Để khỏi các bạn đi tìm ở đâu cho nó lâu. Vào đây thì chúng ta sẽ request đến mấy cái này. Để chúng ta lấy hết đi. Chúng ta chuyển hết sang C testnet nhé. Cũng được. Abro. Đây chúng ta cứ kiếm nhé. Vào chúng ta kiếm càng nhiều C càng tốt. Tại vì là sau này chúng ta còn làm nhiệm vụ testnet ở một số dự án nữa mà. Vì thế cho nên là chúng ta cứ lấy hết đi. Đấy, khoảng 30 phút các bạn vào lấy thêm nhé. Dùng cho nó thoải mái. Không dự án này thì chúng ta lại dùng dự án khác mọi người ạ. Đấy, chúng ta cứ ấn Abro là được nhé. Nó sẽ hiện ví lên, hình như là trong video chúng ta không thấy hiện ví đấy.
không biết là cái ví nó hiện lên nhưng mà sao lại video nó không có ghi được cái hình ảnh. Đấy, cho nên là mọi người thông cảm nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ tương tác với ví C. Các bạn mà chưa có thì các bạn cứ search cái tên này này. Đây. Đấy, các bạn cứ search tên thôi. Đấy, tên ví và tải về thôi. Cái này thì nếu mà các bạn nào mới thì các bạn mới phải tải ví thôi. Chứ còn những các bạn mà đã theo mình từ đầu và tham gia ở trên group của mình rồi thì chắc chắn là bạn nào cũng đã có cái ví CTestNet này rồi. Ok, xong cái phần này thì chúng ta sẽ vào phần swap nhé. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều cái token mà chúng ta vừa mới claim này. Ví dụ con C, con này chúng ta ấn vào max để chúng ta đổi sang C này. Ơi, được ít C đấy nhỉ. Con này thử xem. Ồ, cũng cũng đã cho ít lắm, nó không cho nhiều đâu. BTC thế nào? Ồ, CBTC lại còn càng ít nữa. USDT xem nào. Mất. Ồ, rẻ lắm nha. Ok, chúng ta sẽ chuyển này. Chúng ta swap sang nhé. Swap một số lệnh sang. Đấy, swap qua, swap lại nhé. Ủa sao vậy? Sao không swap được vậy? File chúng ta sẽ chuyển từ C xem nào sang USDT xem nào. Có được không? Chắc phải được chứ sao đâu lại đấy chuyển được. Tiếp theo nữa thì chúng ta lại chuyển từ CU sang USDT. Chuyển ít thôi. Còn lại để làm phí chứ. Tí nữa chúng ta vẫn còn phải làm phí đấy mọi người. Đấy, cho nên mọi người đừng làm hết nha. Hết là chúng ta lại không có. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta ấn vào Add Liquidity nhé. Đây. Và phần liquidity này thì mọi người có thể chọn ở dưới này hoặc là chúng ta có thể tự áp cũng được. Đây. Ở đây thì chúng ta ví dụ toàn siêu này, ở bên dưới chúng ta chọn USDT này. Đấy, ấn vào. Đấy, ở đây thì chúng ta ấn vào max đi. Max là chúng ta ấn vào app pro. App đấy, nói chung là chúng ta add cái này có cái nào thì chúng ta add cái đấy nhé. Add cho mỗi cái một ít đi. Nếu mà hết phí thì các bạn add hai ba cái cũng được. Chúng ta làm hai ba lệnh để chúng ta add thôi. Đấy, coi như là chúng ta add xong một cái. Nếu các bạn muốn add tiếp thì chúng ta lại ấn vào đây để chúng ta add tiếp. Chúng ta có thể chọn là cái đồng này hoặc là với cái đồng đồng này đi. Đấy. Ví dụ như thế. Còn chúng ta ấn mark lên, nó là bị 21 thì chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ cho khoảng 30 thôi. Đấy, thì nó sẽ thừa ra một ít. Đấy, chúng ta làm những cái này thì cái C của chúng ta không mất, để chúng ta chỉ để lại chúng ta dùng làm phí thôi. Còn nếu mà chúng ta add cái C thì chúng ta lại mất mất. Đấy, vì mất cái phí, vì thế cho nên là chúng ta chỉ dùng C để làm phí thôi. Chúng ta có thể dùng một số cái token để chúng ta add deposit. Rồi, đấy thì cho nó confirm đi để các bạn những cái cặp khác thì các bạn cũng làm y chang như thế thôi. Cái phần bridge này thì chúng ta có thể bridge từ 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 cái ETH, chúng ta có thể connect đến ví này. Ở đây thì chúng ta sẽ connect đến ví tiếp là MetaMask nhá. Để chúng ta chuyển từ chúng ta log in ví MetaMask của mình, chúng ta có thể chuyển từ gallery testnet. Đấy, chúng ta có thể chuyển từ gallery testnet. Ví dụ ở đây 0,7 này thì chúng ta ví dụ chúng ta chuyển 0,1 đi sang C đi thì chúng ta ấn vào autofix wallet của chúng ta ở đây. Chúng ta ấn bridge. Đấy, ấy sao lại trừ 0,1. Đấy, thì chúng ta bridge thử xem là có sang không, nhưng mà add bridge khoảng 2 3 lần nhưng toàn bị file mọi người. Đấy, toàn bị file thì chúng ta cứ để ở đây nhé. Đấy, tiếp theo nữa là một cái phần file sheet thì làm rồi, start.
Tiếp theo là chúng ta sẽ chú ý đến cái phần pseudon, ở đây là cái account của mình nhé. Thì chúng ta sẽ đi connect đến lại Discord cũng như là Twitter nhé. Đây, chúng ta join cái này này này. Chúng ta join Discord của nó đây nhé. Các bạn nào mà chưa join được ấy thì chắc là cái Discord của các bạn bị đầy ấy thì các bạn bỏ bớt đi nhá. Chúng ta list cái group đi, đấy, bỏ theo dõi cái group bớt đi, tại vì là mỗi cái này nó chỉ cho khoảng ấy thôi. Rồi, có cái role này là được. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào connect đến Twitter nhé. Các bạn cứ chờ cho nó một ít đã. Chờ cho nó một ít để nó verify được. Chúng ta follow luôn nhé, để nó có cái chương trình gì hay là nó ra thông tin gì là mình biết luôn. Rồi tiếp theo chúng ta connect bên này nữa là xong này. Rồi connect wallet rồi mà. Rồi, tiếp theo là chúng ta ấn vào Start Quick nha. Bắt đầu chúng ta làm Quick nha, tắt bớt đi nha, nhiều quá. Đây, mấy cái này cho nó đi luôn đi. À, con này là thì chúng ta lấy Citizen. Cái phần Quick thì chúng ta ấn vào trong cái bài đăng của Ad này. Thì có cái Quick để các bạn đã làm xong, hoàn thành và các bạn có đăng lên đây. Thì chúng ta ấn vào đây. Ví dụ câu 1 này. Câu 2, câu 1, câu 2 nhé. Đấy, ví dụ như câu 1 này. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào là câu 1 là chúng ta chọn là 3. Sàn giao dịch phi tập trung thì là đây. Chúng ta ấn vào này. Đấy. Nếu mà correct thì nó sẽ ghi là correct ở dưới. Câu thứ hai. Câu thứ hai thì các bạn có trả lời ở đây. Thì ví dụ cái câu thứ hai là hợp đồng thông minh. Smart contract thì chúng ta sẽ ấn vào đây là đúng này. Ví dụ câu thứ ba này. Câu 5, câu 6, còn 3, 4. Câu 8 đáp án. Đây các bạn chưa có câu 3, câu 4 thì chúng ta sẽ dịch này. Câu 3. Ví dụ ở đây. Dịch. Lợi thế chính của DEX là gì? Tăng cường thanh khoản và khối lượng giao dịch không đúng này. Phi tập trung hơn và kiểm soát người dùng tốt hơn. Quản trị và kiểm soát tập trung. Bảo mật và quyền bảo mật cao hơn. Mình nghĩ là cái 3 này nhé. Quản trị và kiểm soát tập trung. Lợi thế của đất. Đấy, mình nghĩ là câu 3 này. Không biết là đúng không? Cứ trả lời bừa đi nhé. Ôi, không đúng rồi. Câu 3 không đúng nhé. Câu 4. Đúng, đúng, đúng thôi đấy. Trên đất ai có quyền kiểm soát tiền gửi người dùng? Nhà điều hành trao đổi. Mình nghĩ là người dùng chứ nhỉ? Phải không? Nhà điều hành trao đổi à? Đây. Cũng không phải, người dùng ấy. Câu 5. Đến câu 5 thì ở đây. Đây có chưa? Đúng là câu 5 là khớp lệnh ngang hàng là peer to peer. Mấy cái câu dễ thì mình lại biết. Câu 6 thì chúng ta thấy là giao dịch phi tập trung. Đấy, lại đúng. Câu 7. 7 là chưa, các bạn chưa có đâu nhé. Câu 8, câu 9, câu 7 đây đáp án 1. Câu 7 là đáp án 1. Đấy đúng. Câu 8. Câu 8 là đáp án 3. 1, 2, 3. Đấy đúng rồi. Câu 9. 9 thì là thử xem nào. 9 là đáp án 3. Đấy, câu 10. Câu 10 đáp án 2. Đấy, câu 11. 11 là trước ai có đâu nhé. Đấy, câu 11 chúng ta ấn Start. Tính năng nào sẽ được ra mắt trên CoreaX? Dự đoán giá đặt cược giao dịch bệnh viện vé số. Mình nghĩ là lottery hay giao dịch.
vĩnh viễn. Thử xem nào. Không phải rồi. Trời ơi, sai 1, 2, 3, 4 câu rồi. Rồi các bạn cứ trả lời cho nhé. Thì nó sẽ cho các bạn cái phần reward sale này. Với lại 20 đồng cái này. CRX nhé. Daily tag thì mọi người sẽ ấn vào đây để claim này. Rồi, tiếp theo là claim swap. Cái này thì mình đã làm rồi cho nên mình claim được. Add liquidity thì mình cũng add rồi mà nhỏ. Add rồi mà. Mình thì add, tôi add thêm cho mày. Trời ơi, tôi add rồi mà sao lại vẫn chưa cho claim vậy? Nè. Nè. Rồi. Quay lại Poseidon. Ấy, nó chưa ấy cho mình hay sao ấy? Mình phải add cái C và TRX này. Đúng rồi, claim. À, chúng ta phải add cái lúc nãy. Đây này, nó phải add cái này. Nhá, thì mới claim được. Bonus campaign. Đó, cái phần này là cái phần gì đây? Không được. Discount roll. Grab. Cái này thì chúng ta giới thiệu bạn bè và nhận được thêm 10 đến 20% nữa nè. Thế là hết thôi. Đấy, không có gì nữa đâu mọi người ạ. Nói chung là chúng ta kiếm càng nhiều cái đồng này càng tốt này. Đấy. Daily tag cũng xong hết rồi. Đấy, mỗi ngày các bạn vào đây và add và swap. Chúng ta lưu lại nhé. Lưu lại cái trang này. Mỗi ngày các bạn sẽ vào đây swap và làm theo cái daily tag của nó cũng như là quick hoặc là bonus nhé. Nói ra càng nhiều quick thì chúng ta trả lời càng nhiều. Nói chung là chúng ta trả lời được mấy con đấy rồi. Thì còn những cái nào sai thì các bạn chọn, đừng có chọn những cái câu mà app đã trả lời sai, thì các bạn chọn những cái câu khác ra thì khả năng là các bạn sẽ đúng nhé. Ok, thì như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án Korea X. Đây là một cái dự án testnet ở trên mạng C Network. Nếu mà bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể tham gia và làm theo hướng dẫn của mình để tham gia dự án này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.